Chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ làm video test thử thử đấm mang cái bó tay như thế nào nha. Đây gọi là hồ thủ đây. Ở bảng mới nhất là thử lắm là có thể mang được hồ thủ đấy nha mọi người. Đây, tóc đánh hụt nội lực nha. Sau này mà đi đi trên hoặc đi trên đi cây tiền hoặc là đi solo gì đó, thử lắm là cũng bắt đầu là có tiếng nói đấy. Chứ hồi xưa tiếng thử lắm là thử lắm quyền là hơi chỉ có hay bị gắn mắt là chỉ có đi trên thôi, giờ này có PK được nha mọi người. Năm mươi này là 50% nha. Đấy, chỗ ăn kìa, chỗ ăn đã chưa? Giờ mình thử nữa nha. Wow. Rồi là không đủ à. Vương vương kìa, ấy em vừa vừa gặp vào này, à thì vừa solo nhau kìa. Làm gì vậy cháu? Giờ mình tắt cái này cọc mana này nha. Chán thật. Thử lắm dùng hồ thủ nha, mà phiêu bằng quẩy cho cái dùng hồ thủ nha. Để có hồ thủ hỗ trợ cho thử lắm. Đấy. Đám kia. Wow, mười mấy cá. Ác này mình tăng đi tình trạng nha, mình tăng thì tăng cho vui thôi, đừng có chạy thôi. Mình đã thể lấy bảo. Đám thể lấy bảo quá tốt rồi đó. Không một cái hồ thủ nó hỗ trợ được cái nhiêu này, sạc thế này, tóc lạnh này, tóc lạnh thì nó hỗ trợ chẳng có hỗ trợ đâu, rồi có sạc thế cũng không quả đạn không có lực nữa, để mang thực tế được con gì gami nữa, để mà hụt mới được cái lực lực. Hiện nay thì đi cây tiên thì hướng dẫn tắt cũng chưa chắc một cửa án nữa nha.
Vậy thì Lâm mang hồ thủ này rồi một một số người sẽ phản đối là nói là bảng này là chắc là bảng siêu nhân này nó, nhưng mình nghĩ cái này chắc cũng cân bằng phải đấy, hỗ trợ cho Thiếu Lâm này, chứ thấy Thiếu Lâm bị thiệt thòi nhiều quá. Cái lúc đấy là một cái điều mới mới là giúp cho Thiếu Lâm có một tiếng nói hơn trong cái ca, thì cho Thiếu Lâm quá tệ. Nhắc lại mọi người là cái bảng test thì hiện tại là admin đã khóa link down cho mọi người. Chắc trong hôm nay hoặc ngày mai là sẽ mở link down lại cho mọi người để down lại. Rồi, thế là mình đã test xong Thiếu Lâm dùng đối thủ mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình.